xin chào tất cả mọi người chứ đã quay sang bên mình quay và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chị đâu với chị lần ui sau đây. Ok các bạn nha. Ngày hôm nay các bạn cách rồi. Từ từ để đếm nhanh lại cái Shigo có Sammy Sam có Sammy cái nhà. Ồ hồi nãy tôi nghe giọng của ai quen ta, từ từ lên tiếng lại. Alo trên này đang tập bắt qua trên này đâu. Trời đất ơi hèn chi bây giờ nghe giọng không thấy hình thì ra bả chính em nhìn kìa. Trời ơi nhoi vậy ai học được mấy món bắt cua của mình xong rồi bây giờ ai rồi nhé rồi. Ok đây mà thì con map này hồi trước á mình chơi có một mình nè anh em ạ. Mình chơi một mình nè, buồn dễ sợ luôn. Anh em có còn nhớ cái video mình chơi một mình trong map này không? Đó. Thì ngày hôm nay tôi không chơi mình anh em, hôm nay tôi rủ được hội chị em bạn hành chung với tôi đấy là Sammy Simmy và Camui TV. Anh nhờ. Hello mọi người. Ok và tất nhiên là ngày hôm nay sẽ là một cái ngày nó vô cùng đặc biệt. Bởi vì ngày hôm nay là chẳng phải ngày gì cả, chỉ là một cái ngày là mình rủ mọi người vô chơi với mình nó vui hơn em. Thì giờ đây buồn quá. Thấy rồi là mình ít chơi bắt cua, mình ít quay bắt cua cho các bạn coi quá, các bạn cứ réo tên vô hoài. Anh Rô ơi, chơi bắt cua đi. Chơi bắt cua với chị Sammy nè, Jimmy nè, Camui nè. Thế là mình đã quyết định là rủ rồi là hai chị em sinh đôi cùng với một người chị của mình đó. À, bộ đôi siêu quậy đâu rồi. Rồi đó, đúng quậy luôn em không? Cái này người ta kia không quậy đi. Mọi người nhìn kìa. Quậy đi, quậy. Mọi người nhìn quậy kìa. Lại bảo không quậy đi. Trời. Thôi tốn rồi, lớn rồi, sướng quá. Ok em đây mà. Nó cười. Và nếu như bạn nào mà đã lỡ cái một video này các bạn đừng ngần ngại, đây là một like mà xem sao để nhìn mọi comment trên kênh YouTube của Shido với số đợt và chị lo kế bên đăng ký để nhận thông báo mỗi khi được ra với bạn ơi. Chính vì rồi sẽ được 2 triệu subscribe nha em ơi. Và các bạn cũng lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui dạy cho chơi gì học tập bằng mình thôi, không cỡ xíu cho bất kỳ nồng xấu nào nên các bạn đừng bắt chước theo nha, bởi vì những cái hành động trong đây chỉ là game và bắt chước theo là cực kỳ nguy hiểm nha. Ok rồi bây giờ các bạn vô đây à. Rồi, đi. Hạ phải đứng chờ hả? Đúng rồi, đứng chờ. Chưa thắng nhau em ơi. Mọi người biết gì không? Mọi người từ từ, mọi người biết gì không? Ở đây nó có ba, nó có ba con à. Rô à, anh biết sao không? Người ta bảo là đi thôi. Tạm biệt Rô. Bye bye. Nó quay lại. Trời ơi. Xin nhớ. Mấy câu này nó thấy thương em, chị hiểu không? Nó thấy thương em đó. Đó, ok. Ê, ủa sao con của em đi ngang vậy? Rồi, bye bye. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhảy nào. Trời ơi, học được mấy món bắt cua cái là bắt đầu nhảy. Ây da. Học được mấy món bắt cua nhảy ai bảo gì nhá. Ây da. Cảm ơn chị. Ủa em mới đẹp. Ủa này là sao vậy? Nói vậy mà thôi, đúng rồi, đó. Đúng rồi. Dạ mui. Hui. Sao đâu? Xuống đi sao? Ôi ơi. Sao? Chị phải nhảy từ bên đây qua đây mà, chị đâu cần phải đi đường á không? Dạ. Thì người ta không nhảy được, thì nó nhảy đường kia. Người ta mới là kỳ ấy nhở? Rồi, xong luôn. Người ta cậy gọi là mình nhảy trước rồi, mình biết đường ấy gì? Rồi, xong luôn, đệ tử học siêu phụ rồi, đệ tử nhảy thua siêu phụ luôn. Đấy, ok. Trời, ủa xin nói vậy? Xin vừa nói vậy? Không, em bảo là em sợ sao không biết. Chị đường sao vì sao không biết đường? À, đâu sao rồi? Sao đâu? Một người tôi còn giữ đường cho chị em, không biết làm sao tôi biết đường chỉ cho chị em bây giờ. Thôi chị em. Lấy đám lửa. Thôi chị em vào trong mắt này là hơi bị khó luôn em ạ. Đúng rồi. Ê, bà nhảy lên cái hàng rào kìa Sam, Ừ, đúng rồi. Lấy hàng rào rồi theo hàng rào men đi. Sam nào, tử sức mạnh chị. Sam nhảy lên cái cục lửa đó xong Sam định nhảy lên trên lóc luôn chị ạ. Ngầu hết sức ngầu luôn. Ok các bạn à, thì nói chung là cũng đã lâu lắm rồi mà không quay video bắt cua, hầu như là 2-3 tháng rồi á. Thì anh em nào muốn gọi là mình quay bắt cua cùng với bất kỳ ai trong Hero Team hoặc là thích mình chơi video bắt cua như thế này thì anh em đừng quên để lại bình luận phía bên dưới cho Rô biết nha. Nếu bạn nào muốn Rô ra nhiều video bắt cua hơn nữa thì để comment phía dưới là chị Camui ơi ra nhiều video bắt cua hơn đi, thì ngay lập tức mình sẽ ra nhiều video bắt cua cho các bạn coi nha. Đấy. Ui. Tôi Sim ơi, đi vào cổng địa ngục Sim ơi. Tôi được 98 giây. Ủa tính ra là tôi bắt cua trước mà. Ở đâu? Hình như là mọi người cưỡi con nó qua trước mình mà. Ừ đúng rồi. Ok. Ủa, cũng đợi mà. Mọi người đứng đợi mà mọi người dậm vào cái tấm kia trước, đâm ra là cái thời gian của mọi người tính hơn em rồi thấy không? Trời ơi. Không. Chào. Em chúng tôi là đoàn đệ kết, là chúng tôi đồng đội, là chúng tôi đi chơi với nhau chứ anh không? Đúng rồi, chị em có nhau. Thôi nói vậy buồn quá anh em ạ. Camui nói vậy mình buồn á, mình có đường không đợi nữa. Ừ, ok, đây là đợi hả? À đâu có đây, đâu có đợi đâu.
Trời ơi, nói vậy chi? Hả? Nói vậy hả? Nói vậy để cho chị tưởng em đợi để chị khen em. Thật vời. Thất vọng về cô à? Yes, tao hoàn thành được một đường tắt hay quá cô ơi. Trời ơi. Cái nào con map này á? Ủa, cái trước hay sao vậy? Sao mà biết đường tắt vậy? Map này có đường tắt á, map này có đường tắt rồi, chơi cái map này rồi. Không, em không có chơi nhưng mà em coi YouTube có người chơi, người ta nhảy đường tắt hay lắm. Người ta nhảy tàn là từng qua mấy step không mà, còn em nhảy thì em tàn từng qua nữa, tép làm té. Chị em ơi, em rất là ba rồi, trời ơi. Khổ quá mà, vậy là từ đầu. Sao vậy? Sao sim nó rất là chị em cười. Alo, alo. Ok, đoạn này có một cái đường tắt nó vô cùng khó luôn anh em, mà tại vì đoạn này nó sẽ không lấy đà xa mà nó chỉ lấy đà gần như này nè. Đó, đâm ra là nó sẽ rất là khó. Tôi biết sao nhưng mà kiểu bắt cua mà lấy đà dài á thì tôi cảm giác kiểu nó dễ hơn là bắt cua lấy đà ngắn anh em ạ. Đường này một cái lại xong rồi nảy sang. Rồi. Rồi, okay. Xin lỗi quá. Xin lỗi quá luôn. Ui cha, cái này phải nảy hai lần slam nè các bạn ơi, hơi khó này. Phải nảy slam này mới là cái đường tắt đấy. Một đường tắt này, ok. Ok, trời hay quá cô ơi, trời nãy slam hai lần. Độ khó như thế mà cô vẫn làm được. Trời tại sao ba mẹ mình lại xin một người tài năng như mình vậy? Chị cũng từ nãy giờ cũng nảy hai lần nè. À không, em nãy slam đường, ta nãy slam đường tắt dai, nãy slam như hồi che mấy người. À. Chị có ra chị không biết đâu. Trời, Camui à, chị biết gì không Mui? Em thật biết ơn cuộc đời bởi vì ba mẹ đã sinh ra một người tài năng và đẹp trai như em. Ngưng ảo tưởng. Ok đây bà. Rồi đoạn này là yeah! Đó, quá đẹp trai luôn anh em thấy không? Trời ơi. Mấy cái đoạn này thật ra là không phải do mình nghĩ ra đâu anh em, mà là do là mình có một cái niềm đam mê với bắt cua á. Mình không biết sao nhưng mà mình chơi tựa game là mình có bắt cua hết. Có anh em nào mà giống mình gọi là chơi game hay bắt cua với cả là hay chơi theo kiểu kỹ năng á thì anh em hãy bình luận với bên dưới cho tôi biết nha. Đâm ra là tôi hay gọi là thích lên YouTube tôi coi mấy đoạn video mà người ta chơi kỹ năng lắm anh em ạ, xong rồi tôi học theo. Đó tôi làm theo. Đó, nói là anh em nào mà chơi gà hay là chơi gọi là không được hay á, anh em yên tâm, anh em cứ có công mày sắc là có ngày hành bờ gà anh em ạ. À. Ờ bờ gồ nhầm, bờ gà cái gì? Bờ gà là gà đó anh em. Ờ là gà đó chị. Trời ơi, nói chuyện theo kiểu mà Tây Việt. Có mép nha, đi cái mép đầu kia luôn nha. Ok, quá đẹp luôn. Đó, để xin rồi đi, sang bên này, nhảy xuống. Trời ơi, hồi chiên rồi, làm gì vui vậy? Ở đây có một cái đường tắt đó nè. Ở đây một đường tắt đó nè, mình thường hay sẽ lên đây đúng không? Đừng anh em ạ, lên đó là dài dột, phải lên đây nè. Bơi cái đường này là bơi cái đường ngắn nhất anh em thấy không? Trời ơi, chị em mình đi có nhau vui ghê luôn, có người đi đúng mình rồi, không có ai đó thôi. Trời ai nói tôi đi mình, giờ tôi đi với tầm khoảng gọi là gần 2 triệu người lẫn nha mấy bạn. Tôi đi gần 2 triệu người. Tôi là một mình không ơi. Một mình thôi. Các bạn hãy gọi là đính chính cho mình đi với các bạn đúng không? Trời ơi, ai đâu như mấy người cố tình bắt cua chậm nữa các bạn fan nó mấy hình mấy người. Trời đất ơi, bắt cua chậm. Nghe tức luôn. Ok, rồi, đó. Ủa, nhưng mà cũng buồn thiệt anh em à, tại vì mình bắt cua tới đây mình không thấy hồi chen đi tới đâu hết. Thôi luôn. Thôi. Sao chị? Bộ chị em chính thức là không biết đi kiểu gì. Ủa cái này vậy sao ta? Chị đâu biết đi kiểu gì hả? Sao tao lên được trời? Tao động não mọi người, đây có cái... Ô khoan, đây có bậc thang nè. À, là sao? Trời ơi. Mọi người đang là step bao nhiêu vậy? Đây mọi người yên tâm, thật ra là em vô đây là em chỉ bắt cua, giả vờ bắt cua như thế này để gọi là cho các bạn fan coi thôi. Em bắt cua về đích xong là em sẽ quay về em cứu mọi người liền. Em cố lên chị em, bắt cua rồi đó xem. Từ sao mình có thể rớt một cái step quá cơ bản vậy ta? Trời ơi, yêu ghê vậy. Rồi biết tại sao không Sim? Tại vì Sim ít tập bắt cua á, Sim phải tập bắt cua nhiều vào. Giống như Sam nè, hồi trước sao đâu biết bắt cua đâu, giờ sao biết bắt cua rồi á. Dạ ổn rồi. Giờ sao bắt cua hơi bị gỗ nha em, đừng giỡn hoài nha. Sam okay, hồi trước okay. Hôm trước là bắt cua ăn ớt danh á, làm Sam hình như là ăn mấy ký ớt luôn á. Trời ơi, ớt heo đổi, trời em. Chịu vậy. Trời ơi, con người ta ăn mấy quả ớt, ông chơi mấy ký ớt luôn, ông định làm cho gọi là miệng Sam thành gọi là con vịt hả? Trời ơi, biết tại sao không? Thật ra cái vấn đề là Sam bắt cua té, Sam ăn ớt không cay. Mà vấn đề là có người hại Sam em ạ. Sam ở đây chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra nhá, chuyện gì xảy ra đâu. Tự nhiên quên ký ức Đúng rồi, tự nhiên ký ức nó bị quên đó bà. Ôi, tự nhiên bị đã quên ký ức đấy à.
Thì tự nhiên cái nó bị lãng quên nha, kỳ kỳ nha. Ơ à, sao tự nhiên trong đầu mình nó mất mất cái đoạn ký ức đó anh em ạ. À? Trời ơi. Đúng rồi, mất rồi, mất rồi. Em thì có rồi, mình nhớ. Đúng không? Ok. Yeah. Ok, quá tuyệt vời luôn. Trời ơi, mấy cái đoạn như này là dễ anh em hiểu không? Dễ dễ. Dễ dễ dễ. Rồi, rồi. Bây giờ tôi không thể nhìn được họ chém đi tới đâu nha anh em, có thể nhìn được tại vì xuống nhìn sang bên kia. Ok ok. Hây. Hây. Yeah. Wow, mình nhảy quá rồ anh em ạ. À. Nhảy nãy giờ gọi là chắc nhảy 10 bước té 9 bước rồi. Không xanh đâu muốn vậy đó. Ghê vậy trời, dưới chỗ này nó cứ nghe tiếng kinh dị quá à. Đây là địa ngục mà gái. Đúng rồi. Hình như mình vừa mới bị rớt xuống rồi mình thấy hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Cái đoạn này phải nhanh hơn một chút nữa anh em ạ. À. Cái đoạn này tôi phải coi YouTube tôi mới biết có cái nút ở đây á mấy má. Trời không coi YouTube tôi không biết có cái nút ở đây luôn á. Trời ơi đấu kỹ ghê luôn á bà. À, coi YouTube à. Hả? À, tức là em hay coi mấy cái đoạn highlight của mấy YouTuber á, chịu không? À, đó. Ôi sao họ chém rớt liên tục vậy? Hai mạng liền luôn. Trời ơi, rớt đâu? Rồi xong con mắt này. Đây là đúng không chị em, làm gì có ai rớt đâu? Ok ok, không ai rớt, không ai rớt. Tôi nhìn nhầm anh em ạ, tôi bắt cua nhiều quá, tôi bị lặn thị vậy anh em. Sao pha đi. Oh my god, cái này đúng là địa ngục thực sự. Con map sắp đau mọi sự cố gắng. Đúng rồi. À con mới không cần nhảy. Đi okay. Thôi đi thôi con mới đi thôi đi thôi. Nếu mà nhảy qua đây rồi á. Ok. Rồi. Mọi người cố lên, mọi người cố lên. Tôi về đất trời tôi sẽ quay lại tôi cứu mọi người. Trời ơi. Nghe xong là muốn rớt hai con mắt luôn mọi người. Tại sao bấm nút đó? Hả? Cái gì vậy? Nó có bấm gì đâu chị. Trời ơi. Ôi, có ai nào bấm nút thì cái nút cái đấy nó trở mới trở thành ấy chứ. Ờ chị em tới đầu bấm nút luôn hả? Không biết. Căng thẳng gì? Chị. Căng thẳng gì mấy bà? Cái gì vậy bà ơi? Yeah. Ok em qua rồi. Holy god. Đây. Đây em qua rồi. Ôi. Hình như Simi là đệ tử đầu tiên của mình đúng không ta, hay là Camui nhờ? Tôi nè. Tôi đây nè. Rồi xong Camui đệ tử đầu tiên. Đệ tử đầu tiên luôn buồn chưa. À, cái này người ta là gì ta? Sư tỷ thua sư muội. Ừ đúng rồi. À Camui lúc mà chị nhảy qua đấy rồi á, chị chỉ cần đi tới thôi là được, đi tới không cần nhảy, đi thôi. Đi thôi hả? À, rồi. Không. Cái này phải nhảy, cái này phải nhảy nha. Nhảy qua hai slam, nhảy qua hai slam. Cố lên chị em ơi. Đấy. Biến mất rồi. Đấy, sư muội đang chỉ sư tỷ nhảy đó. Không, đạp không. Đi thẳng luôn. Không cần đạp, tức là đi thẳng là đạp là nó tính thời gian luôn á sao. Cố lên. Nhưng mà có nhảy không? Có. Tôi nhớ không phải nhảy. Là đoạn này có một cái đường tắt nè anh em. Đây hình như là chạy. Cái gì? Xếp cái lò. Đây, đó là xếp cái lò. Em phải không nhảy đâu. Phải. Trời đất, chị phải nhảy cái lực chứ. Trời ơi. Chị nhảy đó. Thôi em đang ngưng vàng. Không, chị cứ là đà xong chị chạy tới luôn sao? Chị cứ lui đi. Lui. Rồi, biến mất rồi. Rồi. Lui nữa. Rồi. Rồi. Ok. Rồi. Cái gì? Tôi có mặt ở đó để tôi chỉ hỏi chị em. Chị thắng. Chị thắng thôi, không nhảy đúng không? Đúng rồi. Chị thắng. Ước gì tôi có mặt ở đó để tôi chỉ hỏi chị em. Xem mà Simi luôn ạ, Simi lừa tôi. Trời ơi. Em nhảy lên tới đây rồi mọi người. Em mọi người ơi, tôi không hiểu sao tôi đang đứng yên sao đẩy tôi phát tôi rớt xuống đất luôn mọi người. Quên mà, sao chị chẳng đâu mà. Ok. Em tự đẩy Sim cái, Sim sẽ coi bên kia luôn chị. Không. Em cái nút nó nằm ở đâu thế nhờ, từ để mình coi có cái nút nó nằm ở đâu các bạn ơi. Tôi nhớ không nhầm là trong đây nó có một cái nút mà ta. Đúng. Ui. Rồi nhớ là trong đây nó có một cái nút đang kiểm chích vào gà, đang kiểm trick mọi người. Oh my god. Đâu cái này là người ta tìm nút, cái này là trong map có. Ngay để em chỉ anh à, một game mod 1 lên rồi mình tìm nút. Đây. Chơi game mod 1 vào đây. Không nói vậy thôi chứ ai làm thế. Nói vậy thôi. Nó à. Chơi thôi anh. Trời ơi. Chơi ơi. Ai. Cái nút đâu rồi à? Đấy, Sammy okay. Bảo cái gì cơ? Tôi à, Sammy không gào cơ. Ai không gào? Bây giờ mới gào nha, bây giờ mới gào nha chị. Trời
Ca mui cái gì cũng chậm, nhưng mà riêng cái phần gọi là ăn miếng trả miếng, Ca mui nhanh lắm nha các bạn. Nhanh lắm, rất nhanh là đằng khác cơ. Đâu có đâu, mọi người nói vậy là mình buồn lắm mà, các bạn biết không? Vậy hả? Vậy hả? Trời ơi. Ai tin ơi. Sợ mui lắm, mui đừng làm vậy, mui em sợ. Rồi mui. Ok. Ok em ơi. Đâu rồi? Anh trời ơi, bà không ngắm hộ cho em mà đi luôn đó bà nội. Giữ đi. Đó, hồi nãy có người kêu hỏi chị em tôi chờ nhau. Ừ. Rồi nhau đổi đi. Anh thấy Simmy và Sammy đây, có phải là không thấy đâu đúng không? Xin sao có thấy chị không? Xin sao có thấy chị không? Thấy. Trời ơi, mui kìa. Mui kìa. Thấy đây, thấy vậy mà giờ mới thấy. Đó, thấy dễ sợ. Ôi nhưng mà anh em công nhận với tôi là chơi nhiều người như thế này bắt cua nó thích thơm anh em. Còn chơi bắt cua mình nó hơi phiêu đúng không? À, thấy rồi, mình xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ tìm hoa vậy. Hello. Tiếng hoa rồi. Alo. Cái gì vậy? Ôi, Sim ơi nhìn nè Sim. Ủa Sam vẫn chưa qua vậy Sam? Rung tay quá. Thấy không? Kệ chứ. Người ta nhảy gà, người ta nhảy đấy thôi. Cái màu vàng hả? Sam vẫn đang kẹt à? Đợi anh cứu Sam. No, không cần, không cần. Đây, anh chỉ sao cái này, mốt sao học à. Đây, đứng đây. Đừng nhảy lên trên, đứng đây, nhảy lên cục nước kia xong giữ cách. Giữ cách nha. Đây, giữ cách. Đó, thấy chưa, bờ gồ liền, Sam bờ gồ rồi. Tất nhiên. Mình sẽ xuống đây rồi là mình chỉ mọi người đồng khoảng vài sẽ thôi. Ôi, mọi người hết tính. Ê, khoai Sim à, anh chỉ Sim cái này. Anh chỉ Sim cái này. Em thấy như vậy nhưng không phải như vậy đâu, nhìn nhé. Cái con cái nút này. Cái gì vậy? Rồi dữ vậy. Cái này phải nhanh lắm luôn á. Thôi em tay em chậm lắm anh, em run cập lắm anh. Sao nút ở đâu vậy? Đó, cái đúng ở dưới á, chạy ở dưới á, cúi xuống. Cúi xuống đây nè. Ở dưới đây nè. Đây. Đâu? Đây rồi. Đi ra để highlight à. Đi ra. Ok các bạn à, nói chung là video hồi nay cũng hơi dài rồi, bọn mình chơi mình cũng về đến rồi thì hồi cho em tính ra chỗ này nó sao? Cũng được nửa đường nè, ôi hồi cho em cũng bằng gọi là một nửa mình rồi nè các bạn. Sao nghe nhục gì trời, nửa sao vậy? Ý gì mình nửa? Ôi ơi, gần tới đích chứ. Mấy bạn ơi, mấy bạn nên nhớ hồi trước lúc mấy bạn bắt cua với mình là mình bắt cua tới đích rồi, mấy bạn còn ở những step đầu tiên rồi, bây giờ các bạn bắt cua lên hơn một nửa một chút rồi nè. Hơn một chút rồi, vậy là các bạn đang tiến bộ dần rồi đó, mấy bạn đang bắt cua tiến bộ dần rồi đó. Đó, đây bây giờ là hồi chơi bắt cua này. Đó. Yeah, hay quá. Không anh em mà, tại vì Sam mới tập bắt cua thôi, hồi đó giờ là Sam không có bắt cua bờ gồ. Cái này rung tay. Ừ, đúng rồi. Đó, rồi tôi thấy là một bờ gò bắp cua game mất một rồi. Ảo nhưng mà nhìn chị nhảy em tức quá à. Chúng ta hãy nhảy qua bên đây mà nhảy đây mà chị. Chị làm gì không? Chị làm chi cho nó khó vậy? Chị làm chi cho nó khó vậy? Trời ơi. Trời ok luôn, chị là nhất luôn. Ok luôn, chị là nhất rồi. Đó, rồi. Đó, tất cả mọi người đều đang bay, còn riêng em mua nhà bà mất cua. Ủa cái gì vậy? Chị bay luôn đi mình nào, mệt ghê gian, nhăn luôn chúng đi gian. Sống là trung thực các bạn hiểu không? Các bạn nào, nói chung là video đây cũng đã kết thúc rồi. Và các bạn thấy video này như thế nào, các bạn đừng quên đây là bình luận với mình cho tôi biết nha. Và con mám này nãy giờ là do chơi với hồi chị em, nên ra là mình tập trung mình nói chuyện, mà tối hai là chủ yếu đó, là có nhiều fan đáng ngu quá, anh em đừng có gọi là bạn ơi, mình bạn ơi, ơi. Đừng cho chúng tôi bạn ơi. Trời ơi, bạn không biết là người ta có cua rồ rồi, nó phải tập trung để chơi, không đừng nói chuyện nữa mấy bạn. Trời, thôi đi. Bạn ơi, bạn đừng đổ tội cho chúng tôi. Ok luôn, không phải tại mấy bạn, tại mình nói nhiều, được chưa? Nhất bạn, đúng bạn là nhất, nữa. Ok. Ok, đây bạn, đây chính là video đây là có thứ rồi. Và nếu bạn nào muốn đâu làm anh gì video bắt cua giống như thế này nữa, cùng với các hành vi khác cho mẹ đầu tiên, các bạn đừng quên đây là bình luận với mình cho tôi biết nha. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại tiếp. Bye bye. Bye bye.